Hoàng Sơn chào bà con ha. Hôm nay Hoàng Sơn có nhờ anh Dũng, một giáo viên ở Tiền Giang dạy cấp 3, chia sẻ chúng ta vài thông tin về cỏ mực trị suy thận ha. Dạ, em chào anh Dũng. Dạ, hôm nay anh rảnh rồi không anh Dũng? Em muốn nhờ anh chia sẻ vài thông tin về cỏ mực trị suy thận á cho bà con mình cùng nghe. Dạ, anh Dũng cho phép em ghi âm cuộc gọi anh Dũng ha. Dạ. Anh Dũng cho em hỏi là anh xem cái video cỏ mực khi nào và mình hết bệnh khi nào anh Dũng ha. Coi như từ khi mà anh bị bệnh đau bị quay tự chân xương đùi hai Dạ. bên Dạ. rồi uống thuốc nhiều quá, nói chung là uống thuốc tiêu thuốc tan đủ thứ hết, rồi thuốc tây, nói chung là hai ba gì uống nấy đi, mình đau quá mà Dạ. rồi được, uống một thời gian sau cảm thấy hai cái chân nó phù lên, hai cái bàn nhỏ Dạ. nó phù lên mà nó sưng nhiều lắm, mà mình đè vô nó thủng mà nó không nhức nha. Dạ. Thì mình cứ nghĩ là mình bệnh bên kia rồi nó sẽ sanh vậy thôi. Cái một số người nấy ông thầy coi chừng bị bệnh thận nha, mà lúc đó Dạ. anh có không tin, nó sơn anh có không Dạ. tin là mình bệnh thận. Đến khi mà cái ngày anh lên thành phố để anh mổ thay khớp Dạ. thì bác sĩ xét nghiệm máu, bác sĩ báo với anh là anh bị suy thận rất nặng Dạ. đó. Thì là khi mà xuất viện về một thời gian, khi mà nó bình phục thì anh lên trên thành phố anh mới xét nghiệm máu. Dạ. Thì lúc đó bác sĩ xét nghiệm, bác sĩ báo về cái độ gì Lọc cầu thận không? cầu thận, Dạ. lọc cầu thận, bác sĩ báo là chỉ có chỉ số chỉ có 33, rất thấp, tức Dạ. là nó ở mức độ 3 và nó chuẩn bị qua mức độ 4 À, bị nữa. suy thận giai đoạn 3, chuẩn bị qua giai Đúng đoạn 4. rồi, Dạ. bốn. Bác sĩ nói là nếu người bình thường như mình ở tuổi này thì phải trên 100 là mình bình thường, mà anh có 33 thôi. Dạ. Cái lúc đó buồn quá, về không biết sao, cái bác sĩ nói mà bệnh này không có thuốc trị bây giờ chết đem theo đó. Dạ. Rồi cái về buồn quá, cái anh mới lên mạng, lên YouTube, sau tình cờ thấy cái bài của em đăng lên mà ăn cỏ mực với cá hấp đồ gì đó, Dạ. mà anh thì anh không có ăn được mấy cái đó. Dạ. Cái bắt đầu bây giờ mới suy nghĩ nó, bây giờ ăn xong thì ăn không nổi, Dạ. mà bây giờ luộc ngày đầu tiên đó ha, anh luộc thử ăn không nổi, Dạ. anh mới nghĩ là cái cách là anh sẽ hấp thì như vậy, nhưng mà anh hấp không chín lắm nha, tức là hấp anh bắt cái lò nước cho sôi lên, Dạ. cái anh để cái chén con mực vô anh hấp hấp khoảng 5 phút, tức là Dạ. anh vừa xiêu xuống thôi, Dạ. anh đem ra bỏ vô cối sinh tố anh xài xài cho nhuyễn, cái anh dắt nước nín mũi buốt hết cái mỗi ăn 2 lần vậy Nhưng à. mà anh hấp chín rồi anh mới xay, anh lấy nước chứ anh không có uống luôn xác. À, không muốn luôn xác Dạ. à, nhưng mà anh thấy thí dụ nếu mà ăn ăn luộc với em chỉ hấp cá đó Dạ. thì nó mất đi cái gốc. Dạ. Anh thì nếu nhờ anh xay cho nên là anh chỉ bỏ cái phần rễ thôi Dạ. à, tức là nguyên cái cây già non gì anh cũng mới hết, anh lấy cái anh À. cắt ra mỗi Dạ. một lần như vậy, một ngày anh kiên trì lắm, anh ăn 2 lần Dạ. à, một lần vậy là cái chén ăn cơm của mình đó nó Dạ. còn tươi đó, là anh Dạ. cắt ra cái chén nó hơi hơi lùm lùm lên trên Dạ. Cái chén hơi đó, dung phải không? Dạ. hơi rung lên nó lượng nhiêu đó chứ không có cân như em nói. Dạ. Dạ. Thì bắt đầu sau khi mà mình hấp khoảng 5 phút cái nó xẹp xuống khoảng chừng nửa chén, anh em đang xài ngày Tức lần hai là một ngày hai chén. ở ngày À, 2 chén à, một cái chén dung lên khi mình hấp rồi á, thì nó xuống khoảng nửa chén. à, À. mà đơn khi mà anh xay ra đó Dạ. thì em hỏi có uống cái xác không thì nói vậy nè, tại do anh xay rất nhiều cho Dạ. nên là một cái chén đó sau khi dắt rồi là cái xác làm như không muốn thấy luôn À, nó muốn á. hết xác rồi á. Dạ. Không muốn hết xác Dạ. rồi. Rồi với lại là anh nghe người ta nói uống cỏ mực gì lên máu xuống máu gì đó tụt máu, anh cũng Dạ. sợ lắm em, nhưng mà Dạ. bệnh bệnh đều Dạ. bây giờ làm sao cho cái thận nó hết đi còn xuống máu tính sao. Anh có bị Nhưng bệnh mà cao huyết áp không? không, mà Dạ. cuối cùng là không bị lên xuống máu gì hết, rất là bình thường. Dạ. Tại vì á, cái cỏ mực nó mát á, nên là nó dễ làm mình, mấy người mà huyết áp cao huyết áp bình thường thì không sao, còn huyết áp thấp á, thì phải chú ý, nhiều khi uống đồ mát quá đó. Dạ. À, anh thì không sao hết, Dạ. nhưng mà anh bỏ cái bông như em nói nha, Dạ. anh lặt bông bỏ hết Dạ. rồi. Ví dụ như anh thì anh uống xen kẽ, ví dụ như khi nào mà khó tiền Dạ. thì mình uống tươi tại vì nó Dạ. có ít, Dạ. khi nào mà nhờ anh em bạn mà kiếm được nhiều á
uống không hết, bỏ không tủ lạnh thì Dạ. tối đa là 6-7 ngày là nó hư rồi, bắt đầu Dạ. anh sẽ phơi khô. À, vì phơi khô thì anh uống cũng uống cách như em chỉ vậy đó. Dạ. À, phơi khô thì anh xắt canh chia Dạ. ra để trong tủ lạnh đó, sáng uống chén, chiều uống chén. À, nhưng mà anh uống tươi nhiều hơn, có là khi nào Dạ. thừa lại là anh mới uống khô. Dạ. À, rồi sau khi anh uống thời gian thì anh không nhớ rõ nha, nhưng mà khoảng gần 3 tháng Dạ. anh lên trở lên thành phố, anh lên trên chỗ Chợ Rẫy á, Dạ. anh mới xét nghiệm bác sĩ giật mình. Lúc đó nó xuống thì bữa nay sao bác sĩ thì không có báo cho mình cái theo cái độ Không rồi, lọc cầu thận nữa ha. Dạ. nữa, mà báo chỉ cái chỉ số protein Dạ. đó. Thì lúc này bác sĩ báo là còn 0.9. Dạ. À, lúc đó mình cũng không biết 0.9 là cái gì, thì anh Dạ. mới hỏi bác sĩ 0.9 là sao. Bác sĩ mới giải thích nói là nếu người bình thường từ 0.8 đến 1.2 hay là chấm Dạ, rưỡi đúng gì rồi, đó, 1.2. Dạ. mà của anh là 0.9, như vậy là bình thường Dạ, rồi. dạ. À, nhưng mà bác sĩ nghi ngờ, bác sĩ cứ ngồi ổng cứ cầm kết quả ổng nói, có ổng còn cười nói là trời, có khi nào trong cái phòng xét nghiệm đem ra kết quả sai không trời. Nó ổng Dạ. nói mình cái bệnh ngộ, ổng nói là từ hồi xưa giờ ổng làm đây Dạ. là hoặc là chặn đứng lại hoặc là tiến triển thêm, chứ Dạ. không có ai bệnh Mà này bị mà hết. nó tiến triển, nó giảm mà nó quay về hết luôn, phục hồi Ừ, luôn. mà nó giảm là nó giảm nhiều. Dạ. Rồi anh có hỏi bác sĩ nói là nếu 0.9 thì quy ra cái độ cầu lọc thận nó là bao nhiêu, thì ông nói là Dạ. 0.9 là trên 100 rồi. Dạ. Thì anh thấy là từ 33 mà nó lên trên 100 là mình thấy rất mừng. Dạ. Cái bắt đầu ông Lọc mới cầu xuống thận thuốc. là ban đầu bị bệnh là 33. Bây À, giờ vâng, nó là nó quay về trên 100. trăm rồi, Dạ. ngoài 100 rồi. Dạ. Cái bác sĩ cũng không tin nữa, bác sĩ thôi giờ anh về đi, 3 tháng sau anh lên đây. Dạ. Thì anh mới vừa lên bữa tuần rồi Dạ. cũng y vậy nữa đó. Thì và đợt rồi thì bác sĩ khác, đợt này bác sĩ khác, mà hai Dạ. ông nào cũng ngồi nhìn anh hoài rồi hỏi anh có về uống gì không. Dạ. Mà mấy ông thì dặn mình đừng về uống đồ nam, nhưng đừng nghe anh ta bài nhau này kia, Dạ. mình đâu dám nói. Cái Dạ. nhiều khi ngồi cái này không lẽ nãy đi ra về nữa, không lẽ nói mẹ nói mình uống con mất cái rồi. Dạ, anh cho em hỏi thông tin xíu anh Dũng ha. À, là tức là cái bệnh của anh là xuất phát từ đâu anh Dũng? Anh nghi ngờ cái bệnh suy thận từ đâu mà nó ra? Do anh uống thuốc của bên xương khớp. À, tức là anh bị đau nhức xương khớp, uống thuốc nhiều quá nó À, hại tức là thận. nãy nói là anh Ừ. bị thoái hóa khớp hén rồi, Dạ. nó đã biến tiến triển nặng là anh kết quả là hoại tử chậm xương đùi, cho nên Dạ. hiện giờ anh đang lai hai khớp hén chưa xong á. Dạ. À, Tức là cái bị suy thận là anh không biết bị khi nào. Nhưng mà khi đi đi khai khớp háng thì họ báo là anh bị suy thận giai đoạn 3 đến chuẩn bị qua đây giai đoạn 4. đúng. Dạ. Rồi sau khi thai xong rồi từ lúc mà anh đang có mực tới bây giờ là bao nhiêu tháng rồi anh? Cũng hơi 4-5 tháng gì đó. À, tức là 3 tháng anh ăn xong rồi cái anh đi khám thấy hết. Rồi sau này cái anh về 2 3 tháng sau anh đi tái khám một lần nữa thì tiếp tục là khẳng định là đã hết hoàn toàn. Nhưng Dạ. mà trong 4-5 tháng này đó ha, thì anh Dạ. có ngưng một thời gian. Có Ừ. nghĩa là cái lần đầu tiên mà anh lên xét nghiệm mà bác sĩ báo mình 0.9 đó, là Dạ. anh về anh ngưng. Anh ngưng cũng khoảng mấy tuần đó. Dạ. Rồi nói chung ngưng là lý do vậy nè em, không có kiếm được cỏ mực. À, dạ. Mà sau mộ anh lên mạng anh mua cái hạt về đang gieo trồng, mà gieo sao nó không có lên, Dạ. quan tâm mua về gieo nó không có lên, anh Dạ. quyết tâm đến cỡ đó đó. Dạ. Vậy mà bây giờ thì hiện nay vẫn còn uống nha, Dạ. dù hai lần kết quả xét nghiệm vậy nhưng mà anh cũng sợ hết sơn, cho Dạ. nên bây giờ thay hồi đó anh uống ngày 2 lần phải không. Dạ. Bây giờ một ngày anh uống lần, anh mới vừa uống xong là em liền á. Tức là mình biết là mình hết bệnh rồi nhưng mà mình vẫn duy trì, mặc dù không uống nhiều nữa nhưng mà vẫn phải duy trì hả anh? Uống một lần Dạ. mà sơn, ví dụ nếu mà anh hết rồi vậy là anh uống nữa có sao không sơn, Người cái bình thói quen thường, người bình thường uống cũng rất là tốt anh. Giống như ừ. người bình thường uống rất là tốt, ông bà ngày xưa mình hay dặn mà uống để tốt cho thận. Đó, rồi anh nếu mà anh không uống được nhiều thì anh cũng nên uống ít. Chỉ có một cái á là nó mát nên là mình nếu mà uống nhiều quá thì mình đo huyết áp thường xuyên coi mình có bị tụt huyết áp hay không thôi. Chứ nó giống như nó mát. Cái đậu đen xanh lòng á là nó rất là tốt cho thận nhưng mà nó tính ấm. Còn cái cỏ mực á nó tốt cho thận nhưng mà tính mát. Đó, nên nếu mà người nào mà bị huyết áp thấp á thì có thể uống thêm đậu đen xanh lòng. À, anh quên nói nữa, Dạ. cái nếu mà anh uống
uống khô á là anh có bỏ đậu đen vô, nếu mà Dạ. anh không có sao đậu đen nha, Dạ, không sao anh đậu lấy đen. đậu thanh tươi Dạ. vậy đó, rồi thanh lòng anh để vô chừng năm dĩa anh bỏ Dạ, chung vào dạ bụng anh. đó. Còn đối với người bình thường hoặc huyết áp cao á thì ăn có mực không cũng được. Em thấy rất là hiệu quả luôn á anh, có mực. Có mực Em thấy nó khó quá sợ. ngày xưa thì ba em hay ăn là hấp chung miếng cá lóc để cho dễ ăn, chứ thật sự em nghĩ cá lóc nó không có hiệu quả, tại vì sau này bà con nói là mình ăn chay, có nhiều người ăn chay, người ăn có mực không, không ăn cá lóc vẫn hết anh ha. Đó thì Em nói anh mới nói chuyện dạ anh không ăn cá nãy giờ anh giấu nó do à. anh ăn Dạ anh ăn chay hả? Dạ ăn chay cho nên anh ừ không có ăn được, cho nên anh dạ phải làm vậy. Mà Sơn anh thấy vậy Sơn, dạ không biết anh cái suy nghĩ của anh nó đúng không nha, mà nói chung bây giờ anh mừng lắm. dạ Mà nếu mà mình ăn luộc á, thì mình chỉ ăn được có cái non, cái mình bỏ cái thân gốc đi anh, mà dạ anh nghĩ cái thân gốc chắc nó cũng có hiệu quả đó Sơn. dạ em có chia sẻ với bà con á là đừng có bỏ cái phần già uổng, cái phần non hấp chín ăn, còn cái phần già mình luộc mình nấu nước uống cũng được, hoặc là phơi phơi mình nấu nước uống như nước trà. Dạ Mà thấy thấy làm nha anh, vì tiền nó còn sao cái cách của mà anh là hay à, cái phần già à, mình vẫn luộc hấp chín luôn, sau à đó tức là bỏ chung vừa mình lá non xay rồi mình chỉ ép. bỏ cái phần gốc dơ thôi Dạ không cần bỏ, không cần phần gốc ha đúng rồi. anh. Nhưng mà khi hấp á dạ Sơn ơi, mình chia sẻ bà con rút kinh nghiệm, cái dạ lần đầu mấy lần đầu tiên anh hấp á anh để lộn xộn dạ thì một chút cái lá nó quá chín, nhưng mà cái thân ở cứng ở ừ dưới á nó chưa bỏ chín. vô xay nó khó, dạ cho nên là có thể mình bỏ, mình cắt mình lựa mấy cái gốc cứng cứng ở dưới đó dạ để đi, mình bỏ vô mình hấp trước chút xíu rồi mình bỏ mấy cái đọt kia sau vô dạ thì cứ xay nó dễ hơn và nó nát luôn hết trơn cái gốc, dạ còn cái lần đầu tiên anh xay thì nó còn bả đó. dạ à, anh Dũng ơi, cho em hỏi anh là giáo viên mà anh dạy về cái gì anh Dũng ha? Anh giáo viên anh dạy môn toán Dạ môn toán hả anh? Anh nhiêu tuổi anh Dũng ha? nếu mà tuổi đời là anh 57, Năm nhưng mà tính theo việc dạy thì anh mới có 55 bảy không 2 tuổi. Dạ biết rồi. rồi đó chị ba, mẹ làm sao không biết nói. Dạ anh ở Tiền Giang là huyện nào anh? Anh ở huyện Tân Phước, Tân Phước. dạ huyện dạ Tân Phước của Tiền Giang, dạ em biết Tân Phước cũng gần chỗ em. Em bên Long An. Dạ nói chung là cái xã của anh ở là nó giáp ranh với Long An. dạ đúng rồi, vậy là gần Gò Công. Tức là ngay chỗ thành phố Tân An đi về nhà anh á, À, dạ có cái con đường quẹo lên Mộc Hóa đó biết không? à vậy Đó là cái hướng đó thì hơi xa cho là em cái rồi. đó Dạ rồi, nhưng mà từ đó qua nhà anh rất gần, cho nên mặc dù anh ở Tiền Giang nhưng mà anh mua một cái gì đó là anh đi Long An không, mà rất gần, tại vì từ anh về Phú Thọ tới mấy chục cây nữa. dạ Nếu em về cái chỗ anh là gọi là Phú Mỹ phải không, dạ hỏi thì Dũng là ai cũng biết đó. dạ Nói chung là anh được cái nước là rất nhiệt tình trong công tác, cho nên là khi anh luyện thi cho mấy em nó đi đại học á, dạ tụi nó thích lắm, cho nên là mọi người ở đây biết anh rất nhiều dạ vậy đó. em cảm ơn anh Dũng nhiều. À, nhờ anh chia sẻ để cho bà con thêm động lực ha, tức là cái cách dùng của anh cũng giống như những cái video mà em chia sẻ của bà con mình, là hấp chín phần non ăn, phần già thì mình có thể nấu mềm, mình nấu nước uống, hoặc là mình nấu mình xay ra mình Tức là uống. nói với bà con mình là đừng bỏ gì hết, chỉ bỏ cái dạ phần cái nước dơ thôi dạ hả. thì Mà em biết đó ha, lần dạ đầu tiên anh uống á cái mấy người á nói anh, nói trời thầy giáo mà đi tin mấy chuyện vậy hả, dạ anh nói thôi kệ bây giờ tôi bệnh rồi, bây giờ cái gì tôi cũng làm hết, dạ bây giờ mình biết đâu mình làm. Nhưng mà khi anh uống xong anh vô đường anh báo cái ai cũng giật mình hết dạ rồi hy vọng là anh có duyên anh gặp cái video này, và nhiều bà con có duyên gặp cái video này để có thêm cái động lực với cái cách ăn có mực hen. rồi Rồi em anh cảm ơn chào anh chị Dũng rất là nhiều. Dạ rồi 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 cảm ơn anh Dũng. rồi À, hy vọng là sau này có dịp gặp anh cà phê, nhưng mà em sẽ không có lưu số điện thoại của anh đâu. rồi rồi Dạ để tránh làm phiền anh. Rồi cảm ơn anh Dũng. Dạ dạ anh rồi rồi chào bạn Sơn dạ nha. dạ ba anh Dũng. Hoàng Sơn xin nói thêm xíu nữa cô chú ha, để cô chú khỏi hiểu lầm Hoàng Sơn, tức là có nhiều bà con mình hết suy thận nhờ có mực ngày xưa đó. Hoàng Sơn nhờ chia sẻ cái thông tin thì bà con rất là ngại, thứ nhất là không có muốn nói là lừa gạt hay lừa đảo hay là bán có mực đó, hay là lên hình ảnh thì nói tôi là người bệnh hoạn, anh ấy là người bệnh hoạn thì rất là ngại. Và cái nữa đó là khi mà chia sẻ cái số điện thoại lên á, cái kênh Sức Khỏe 60 giây là trên 30.000 cô chú theo dõi lận, nên là cô chú cái nhu cầu gọi để hỏi thăm rất là nhiều, thì gọi vô số điện thoại đó đó thì nhiều
cô chú sau khi hết bệnh thì không thể nào bắt máy được, một ngày rất là nhiều cuộc gọi, thì cô chú phải bỏ luôn cả số điện thoại và xin lỗi Hoàng Sơn, thì nói xin lỗi Hoàng Sơn thì khi cho số điện thoại như vậy, nhưng mà thật sự một ngày nhận tới cả mấy trăm cuộc điện thoại thì không thể nào mà làm việc hay nghỉ ngơi được. Nên là Hoàng Sơn muốn ghi âm lại tất cả những câu hỏi của cô chú mình hay hỏi á, qua cái video này và tất cả những video khác cũng vậy ha. Tức là bị suy thận thì nguyên nhân từ đâu, cái người bị suy thận đó khoảng bao nhiêu tuổi và nguyên nhân suy thận là gì, rồi khi bị suy thận thì chế độ ăn uống như thế nào và có đi khám bác sĩ Tây y chưa đó, thì Hoàng Sơn hỏi rõ để bà con mình có thêm cái kinh nghiệm ha, và động lực là những người đã hết bệnh. Và có thể đặc biệt đây là thầy Dũng ở Tiền Giang, đợt trước Hoàng Sơn có một thầy ở Tây Ninh cũng chia sẻ vài thông tin của bà con mình. Thì như cô chú cũng biết á, là suy thận á, nếu mà như mình bên thuốc Tây là sẽ không chữa hết mà để duy trì, để đừng để nó tăng nặng hoặc là có thể tiến triển chậm đó. Nên là đầu tiên cô chú phải theo bác sĩ Tây y là chế độ ăn uống nha, phải điều chỉnh, và bác sĩ Tây y dặn thế nào phải theo y chang để đừng để bệnh tăng nặng. Và có mực nếu mình có ăn thì nó sẽ không ảnh hưởng gì thuốc Tây nha, nó giống như rau vậy, nên cô chú mình cứ ăn song song. Có người bị giai đoạn nhẹ thì sẽ nhanh phục hồi, có người giai đoạn nặng thì sẽ lâu phục hồi một chút, và còn phụ thuộc vào cái chế độ ăn uống kiêng cữ nữa. Mình kiêng cữ tốt để thận nó đừng có làm việc quá tải, đừng tăng nặng, thì mình ăn có mực để nó giúp phục hồi nha. Có khi có người cả mất vài tháng đến cả 1 2 năm. Còn nếu mà mình kiêng cữ tốt thì tầm 2 3 tháng mình sẽ thấy kết quả rồi, nên cô chú mình cố gắng kiên trì ha. Rồi cái thứ nhất là mình nên đi, nếu mà nghi ngờ bị suy thận mình nên đi khám, tại cái bệnh suy thận nếu mà mình không biết và không có ý kiến bác sĩ rất là dễ tăng nặng, tầm có thể 6 tháng đến cả năm, có khi từ bệnh bệnh nhẹ thành bệnh nặng và có khi chuyển qua chạy thận luôn. Nên cô chú mình nhớ ha, nếu bị nghi ngờ suy thận và suy thận rồi thì mình nên đi khám bác sĩ Tây y nha. Đó, mình nên theo bác sĩ Tây y và mình có thể kiêng cữ tốt và ăn thêm cái gỏi mực để mình theo dõi. Nếu mà như huyết áp mình cao hoặc là huyết áp mình bình thường thì mình ăn gỏi mực rất là tốt, mà nếu mà như huyết áp mình thấp thì mình ăn nhưng mà mình phải theo dõi đo huyết áp thường xuyên nha, coi nếu mà nó ngưỡng huyết áp thấp quá thì để mình biết mình thay đổi chế độ ăn uống hoặc là mình có thể giảm lại một chút để mình không ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn như về có nhiều bà con á là chia sẻ về cái đậu đen xanh lòng, thì Hoàng Sơn thấy á, đậu đen xanh lòng Hoàng Sơn cũng có tìm hiểu là nó rất tốt cho thận và nó có tính ấm ha. Còn cỏ mực nó rất là tốt cho thận mà tính mát, nhưng mà Hoàng Sơn thấy cỏ mực trị suy thận là cực kỳ hiệu quả luôn, nên cô chú mình có thể ăn cỏ mực là chính, còn có thể hỗ trợ thêm phần đậu đen thì mình cũng có thể phụ thêm ha. Nhưng mà rất là nhiều video trên kênh Sức Khỏe 60 giây là bà con mình hết là nhờ cỏ mực chứ không có ăn đậu đen luôn, và thậm chí không ăn cá lóc, cá lóc chỉ để dễ ăn thôi, phần non mình hấp chín nè đó, phần già thì mình có thể mình nấu chín, sau đó mình nấu nước uống hoặc là mình xay lấy nước uống sau khi hấp chín nha, mình đừng có ăn sống thôi chú ha. Có một video Hoàng Sơn chia sẻ có một anh ở Sài Gòn là ăn sống nó vẫn hiệu quả nhưng mà nó không cao, sau đó anh chuyển qua hấp chín giống như Hoàng Sơn thì hiệu quả nó cực kỳ tốt luôn đó, cô chú nhớ ha. Rồi còn những cái số điện thoại mà Hoàng Sơn không có giữ lại được á, để thứ nhất là để không có làm khó cho những cô chú đã chia sẻ cho Hoàng Sơn đó. Nhưng mà thực sự những câu hỏi Hoàng Sơn đều để trên video này, cô chú mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn cũng được, hoặc là cô chú mình nên xem thêm các video trên kênh Sức Khỏe 60 giây nha. Hầu như là những câu hỏi của cô chú mình quan tâm là đều có trên đó hết, khoảng vài chục video đó là của những người chia sẻ đều giống nhau hết đó cô chú ha. Rồi, có mực hái ở đâu, mua ở đâu nữa? Thứ nhất á, là cái cỏ mực này nè, là nếu mà như mình ở quê thì mình có thể trồng được, hoặc là mình ra bờ ruộng mình hái nè, những chỗ quanh ao hào, những cái quanh nước, quanh ao nước, thì nếu mà như những nơi trồng rau á thì Hoàng Sơn thấy nó mọc lên cũng khá nhiều. Nếu mà như cô chú mình muốn mua á, thì mình có thể liên hệ với mấy cô bán rau để mình nói là cô ơi, ví dụ rau 30 40 ngàn một ký, bây giờ nhờ hái giùm cỏ mực giá gấp đôi, thì Quang Sơn nghĩ là người ta sẽ hái giùm cho mình. Và thậm chí có nhiều cô chú nói sau khi nói những cái câu như vậy á, là cái người bán rau họ hái họ cho không luôn á, tại họ làm phước cô chú ha. Đó, hoặc là mình có một cách nữa là nếu cô chú mình ở đâu đó ở thành thị mà mình không mua được thì mình có thể nhờ dưới quê gửi lên, hoặc là mình lên website bên mạng á, mình tìm ví dụ như mấy cái Google hoặc là Lazada, mình gõ là
cỏ mực, mua cỏ mực tươi. Thì Hoàng Sơn thấy hôm bữa rồi có anh Tuấn ở Sài Gòn cũng chia sẻ mua cỏ mực tươi trên mạng. Hoàng Sơn nhắc lại là Hoàng Sơn không có bán cỏ mực và không quảng cáo về cỏ mực cô chú ha. Đây là vài dòng tâm sự chia sẻ cùng Hoàng Sơn với bà con. Chúc bà con mình như sức khỏe nha. Nếu mà như cô chú mình có duyên gặp video này thì mình cứ thử, nhưng mà nghiêm túc nha, nó không tốn tiền và nó thật sự hết. Mình có thể chia sẻ cho bà con mình, nhiều người chưa biết thông tin này. Và nếu mà như bà con mình có hết và có gì thắc mắc thì sau khi xem những video đó rồi có thể gọi Hoàng Sơn để hỏi thêm. Còn nếu mà mình hết thì mình ngại không cho ghi hình thì mình có thể ghi âm cuộc gọi để chia sẻ, để Hoàng Sơn có thể nghe những cái câu hỏi của bà con hay hỏi, để nhờ cô chú mình chia sẻ kinh nghiệm lại, để tạo động lực và kinh nghiệm lại cho người khác ha, giống như mình làm phước lại cô chú ha. Nếu mà như mình đã hết bệnh rồi thì mình nên kiêng cử cũng tốt, đừng có ỷ lại. Cỏ mực thì có thể không ăn nữa, nhưng mà nếu có điều kiện mình cũng nên ăn thỉnh thoảng cô chú ha. Tại người bình thường ăn vẫn rất là tốt, chứ không phải là người bệnh nữa. Rồi, chúc ông bà cô chú mình nhiều sức khỏe ha. Tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau nha.